Từ năm 2018 đến năm 2023, Ngày hội Văn hóa Du lịch Trà Đường Hoa được xã Quảng Long duy trì tổ chức thường niên nhằm quảng bá và tôn vinh giá trị của thương hiệu trà đường hoa. Năm nay, sự kiện văn hóa du lịch này được huyện Hải Hà phát triển và nâng tầm quy mô trở thành lễ hội trà đường hoa với nhiều hoạt động đặc sắc hấp dẫn. Điểm nhấn tại lễ khai mạc là các nghi thức như rước nước đầu nguồn, rước cây chè cổ thụ, tưới nước khởi sinh cho cây chè, nghi thức trao cây chè giống cho thế hệ trẻ, thể hiện quyết tâm gìn giữ tinh hoa, vun đắp cho sự phát triển bền vững của vùng chè Hải Hà, không ngừng khẳng định chất lượng, thương hiệu, vị thế của trà đường hoa trên thị trường trong và ngoài nước. Lễ hội thu hút khá đông du khách đến tham quan trải nghiệm. Đưa du khách trải nghiệm từng cái hơi thở ở núi rừng, ở quê hương rất là xa, đó là sẽ cho du khách quốc tế, du khách thập phương từ mọi miền của Tổ quốc trở về xã Quảng Long ở Hải Hà sẽ trải nghiệm đi trồng chè này, đi hái những búp chè này thật là thơm ngon và rất là đẹp. Lễ hội trà đường hoa lần đầu tiên tổ chức một quy mô cấp huyện, cũng là dịp để huyện quảng bá, giới thiệu về vùng chè huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh với thương hiệu là trà đường hoa, và cũng là dịp để động viên, khích lệ các hộ sản xuất kinh doanh chè tiếp tục gìn giữ và phát huy cái vùng chè của huyện Hải Hà. Qua đó cũng là một cái quảng bá cái tiềm năng phát triển du lịch đồi chè huyện Hải Hà cho năm tới. Trong khuôn khổ lễ khai mạc diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc giới thiệu quảng bá về lịch sử, văn hóa, mảnh đất và con người huyện Hải Hà, sự hình thành và phát triển vùng chè và thương hiệu trà đường hoa, cùng các hoạt động trình diễn nghệ thuật pha trà, trình diễn trang phục áo dài. Lễ hội còn có đa dạng các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc như thi hái chè, thi chế biến trà, thi pha trà, thi chế biến ẩm thực từ trà xanh. Ngoài ra, còn nhiều môn thi đấu thể thao như chạy, đua xe đạp, các trò chơi dân gian, đồng diễn dân vũ trên nương chè, không gian triển lãm giới thiệu sản phẩm trà và các sản phẩm ô cốp ẩm thực địa phương, triển lãm ảnh đẹp về Hải Hà. Hôm nay trong lòng sung sướng và tự hào khi tỉnh Quảng Ninh, huyện Hải Hà và xã Quảng Long cùng tất cả nhân dân của trong tỉnh ta coi như là đã tổ chức một cái sự kiện rất là lớn và trọng đại. Chúng tôi rất là vinh dự và rất là cảm ơn mọi người đã đến đây chung vui với lại lễ hội trà đường Hoa Cương để cho lễ hội trà đường Hoa Cương này ngày một phát triển hơn. Lễ hội trà đường hoa năm 2024 nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm trà đường hoa cũng như lịch sử hơn 60 năm hình thành và phát triển của vùng trà tới đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Qua đó góp phần tiếp tục nâng cao giá trị thương hiệu cho sản phẩm trà đường hoa, một trong những sản phẩm đặc trưng riêng có của huyện Hải Hà. Đồng thời tiếp tục quảng bá, thu hút ngày càng nhiều hơn các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất chế biến trà, phát huy hiệu quả tiềm năng vùng trà đường hoa Hải Hà cũng như các tiềm năng lợi thế về thiên nhiên, văn hóa, con người của huyện trong phát triển du lịch. Địa phương dự kiến đón 120.000 khách du lịch trong năm 2024. Lễ hội trà đường hoa diễn ra trong 2 ngày, 26 và 27 tháng 10.